Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ ngày mai, thời tiết miền Bắc sẽ có sự chuyển biến mạnh. Vùng thấp nóng suy yếu và thu hẹp lại về diện, và do đó thì nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần. Ở các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay là Ninh Bình, nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 cho tới 34 độ. Các nơi còn lại vẫn có nắng nóng nhưng mức nhiệt cũng không quá gay gắt, phổ biến trong khoảng là 35-36 độ. Từ khoảng chiều tối và đêm mai, do ảnh hưởng của hội tụ gió ở tầng khí quyển trên cao nên Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Dự báo đợt mưa này kéo dài đến khoảng ngày 1 tháng 8, cục bộ có mưa to và dông mạnh với tổng lượng mưa cả đợt từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Tại các tỉnh miền Trung, trong hai ngày tới tại khu vực từ Thanh Hóa cho tới Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 55 đến 65%. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Bình Định cho tới Bình Thuận, cường độ nắng vừa phải và dễ chịu hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho tới 35 độ. Về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần nên vào chiều tối ở các khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và dông ở diện rải rác. Từ ngày 30 tháng 7, mưa dông sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ tại hai khu vực này biến động không nhiều, từ ngày 31 tháng 7 có xu hướng giảm nhẹ. Trên biển chịu tác động của gió Tây Nam đang hoạt động mạnh lên mức là cấp 4, cấp 5. Trong những ngày tới, ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan đều sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác, tầm nhìn xa thấp dưới 10 km và nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Trong khi đó, thì ở khu vực phía bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt, có mưa rào và dông một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,